Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho bạn một cái file bài tập tiếp theo nữa. Một hình bài tập đó là về một cái chi tiết mà mình cũng không có rõ tên. Mình học về kiến trúc xây dựng. Bạn nào mà học về cơ khí có thể biết được cái chi tiết này thì comment bên dưới cho mình về nhé. Ok. Thì có một bạn ấy cũng là xem kênh YouTube của mình trong cái chuỗi video bài tập này. Đó, từ bài 1 đến bài 7 này thì bạn ấy có làm theo rất là tốt rồi, nhưng mà khi gặp cái hình này thì bạn ấy gặp đôi chút khó khăn. Thì sau khi mình xem xét thử cái hình này thì nó cũng có một số những cái tính năng cần phải kết hợp những cái kỹ thuật nó nâng cao hơn một chút. Thế thì cũng tiện thể nhân đây mình cũng tiếp tục làm và chia sẻ lại cho tất cả mọi người, các bạn mà đang mới tìm hiểu về AutoCAD. Ok, chúng ta cùng bắt đầu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở phần mềm AutoCAD lên, bản 2018 và thiết lập về Unit 1.0, bảng OS bắt điểm, tích chế độ bắt điểm click on, để chế độ có tiếng Việt là về chữ E. Ok, để chúng ta gõ nó không bị có dấu. Tại đây chúng ta sẽ mở bảng LA lên, layer. Tại đây các bạn sẽ tạo mình một layer mới kích vào biểu tượng này, chọn là Native, được chưa? Ok, Native và màu sắc chúng ta để là màu 251. Ok. Tại cái Native này chúng ta sẽ lightline, chúng ta để về nét, chúng ta loát thêm một cái kiểu nét và nét chấm gạch. Đây. Kích vào nó, đây là Native. Và kích vào nó một lần nữa, nhấp OK. Đấy, khi mà nó hiện ra đây là chúng ta đã gán nó một thông số thành công, được chưa? Đấy. Một cái nét tiếp theo nữa, ta tạo ra nét nét cắt, được chưa? Một nét mặt cắt đi. Ở đây chúng ta sẽ để màu sắc cho nó màu trắng, được chưa? Nét liền. Cái độ dày của nó chúng ta sẽ để cho nó khoảng tầm 0.3, được chưa? Còn cái nét kia các bạn cứ để default nhé, mặc định. Rồi tắt nó đi. Rồi chúng ta sửa Alt Tab để chúng ta mở cái hình vẽ hình ảnh này lên. Ở đây chúng ta sẽ vẽ nét chụp trước, được chưa? Các bạn thấy là khoảng cách chụp này là 105, được chưa? Vậy chúng ta sẽ vẽ dài lên đây. Đây, tầm khoảng 150 đi. Lệnh line tích vào đây, giữ phím F8, 150. Cách, được chưa? Đó, chúng ta zoom lớn này lên và phím lăn chuột này, 150. Đó. Tiếp theo đến nữa thì chúng ta sẽ vẽ một đường line ở trên này. Đường này là đường line này. Chúng ta sẽ offset nó sang là 105, được chưa? Mình sẽ vẽ nó như sau, line. Giờ offset ra 105. Đó. Cái đường này chúng ta có thể là stretch, lệnh S cho nó dài ra một chút. Được chưa? À, cái này chúng ta đang vẽ chưa đúng layer, các bạn quét chọn hai đối tượng này, chúng ta chuyển về đúng layer của nó, chuyển về Native, được chưa? Đó, và ta sổ cái nét này, nét tim này để cho nó hiện hành lên. Chọn. Cái nét trục nứt này nó đang bị to rồi, các bạn quét chọn qua các cái nét này. Bạn bấm phím Ctrl 1 trên bàn phím, được chưa? Thế nó ra cái bảng điều chỉnh này. Bạn nào bị hỏng phím Ctrl hoặc là số 1 thì các bạn có thể là sử dụng có phím khác, đó là lệnh CH, được chưa? Thì nó cũng ra cái bảng này. Đấy. Mà nhỏ hơn nữa cái CH này, phím C hỏng hay phím H hỏng nữa. Được chưa? Thì các bạn hãy gõ cho mình lệnh MO. Đấy. Như bạn gọi lệnh MO nó cũng ra cái lệnh này, cái bảng này. Thì tại đây các bạn sẽ quét chọn cho mình. Đấy, quét chọn cho mình các cái đối tượng này. Các bạn thấy cái thông số ở đây là General đây không ạ? Light Time Scale các bạn để về 1 đúng không ạ? Mình thấy nó hơi lớn, các bạn để về 0.8. Đó, hoặc là 0.5. Nhỏ một chút nữa đi, 0.3 đi. Đấy, mình thấy tầm này là hợp lý này. Theo tùy theo cái nhìn của các bạn, không nên lớn quá, cũng không nên nhỏ quá. Tiếp theo đến nữa là chúng ta sẽ vẽ một cái nét tim ở đây trên này. Offset lên là bao nhiêu? Là 23 đúng không ạ? Đó. Và một cái xuống đây. Từ đây lên đây là 23 và từ trên này xuống là 43. Ta sẽ vẽ tiếp theo offset này, 23 lên. Được chưa? Offset này. Đấy, 43 xuống này. Được chưa? Tại đây cái này chúng ta phải kéo ngắn lại ở đây không?
còn net team nào không ạ? Ok, tạm thời là đã vẽ xong các net team. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang layer net cut để chúng ta vẽ. Đấy nhỉ? Đây, khi ta vẽ ra thì nó sẽ màu khác biệt so với cái màu nó bị sợi. Nha, chúng ta rất là dễ nhìn. Tại đây chúng ta sẽ vẽ những hình đầu tiên. Đương nhiên là chúng ta sẽ vẽ các đường tròn, đúng không ạ? Các bạn phải nhận thấy hình tròn chúng ta sẽ vẽ đường đầu tiên đây, con số rất là rõ ràng. Thế chúng ta sẽ vẽ hình tròn ở bên này trước đi. Thứ nhất là cái R bằng đây là bằng bao nhiêu? Đường kính phi bằng 27 này. Đấy, cái bên ngoài là phi bằng 46 đây. Ta sẽ vẽ như sau. C là lệnh vẽ đường tròn, tích vào đây. Đấy, chọn tính năng D là lệnh con, là D là diameter thì chẳng hạn là 27. Đấy, lệnh này cực kỳ đơn giản rồi. Đấy, D tiếp là 46. Ra ngay kết quả của chúng ta. Ở bên dưới chúng ta có R bằng 8 và R bằng bao nhiêu ạ? R bằng 8 là cái hình trong và R bên ngoài bằng 18. Ok, vẽ luôn. Đấy, C này 8, đây ạ. C tiếp là bao nhiêu? 18. Rất nhanh chóng chúng ta đã có được 2-4 hình tròn. Thế tại đây chúng ta sẽ vẽ offset sang cái trục này là 35 đúng không? Offset 35. Giữ thêm cái trục này. Đó, 35 chúng ta có gì ạ? Chúng ta sẽ vẽ các đường line ở đây. Tiếp theo từ đây là bao nhiêu? 5 này. 5 là 10 này. Đấy, trên này là 11 là bao nhiêu? 22 đúng không? Sẽ offset này. 5 này. Đấy, 11. Từ đây lên này. Đấy, các bạn có thể quét qua các cái đối tượng này, gõ lại S kéo dài ra, F8 để cố định. Kéo dài ra đây, được chưa? Tiếp theo các bạn làm gì ạ? Các bạn vẽ 35 này đúng không ạ? 35 từ đây là các bạn sẽ nối nó lại. Đây các bạn sẽ nối như sau, line này. Từ đây. Được chưa? Đây nối ở bên trong này. Ở đây chúng ta có một cái R bằng 10, được chưa? Thế chúng ta sẽ vẽ như nào? Sổ phím cycle, chọn home cycle này, tan tan radius này. Tích điểm này, tích điểm này và nhập bằng 10. Đấy, TR lệnh chim. Quét chọn ngoài này. Cách xóa này đi, được chưa? Đó, vậy là ta đã có được ông này rồi. Tiếp đến chúng ta sẽ gì? Chọn cái này. Được chưa? Đấy, chọn 1 2 3 4 đối tượng này, chúng ta dùng lệnh MI mirror. Đấy, đối xứng với trục ở giữa này. Đấy, tích vào đây. Chọn no để không xóa đối tượng gốc. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chim đi. Quét chọn toàn bộ đối tượng này, cách này. Chim như này, được chưa? Đó. Rồi xóa này đi. Tại đây chúng ta sẽ làm gì ạ? Ở đây chúng ta nối vào, ta sẽ không có đường bo tròn. Chúng ta chỉ chim hai này thôi. Ok. Chim tiếp đi. Các cái phần này. Đây ta đã có kết quả chưa? Vậy là xong cái phần còi ở dưới này. Đây, giống như cái còi vậy. Mình tạm gọi là như vậy. Được chưa? Tiếp đến thì nó sẽ có một cái phần nối, được chưa? Phần nối từ đây. Đây, vẽ nó hơi ngoài kiểu. Thì cái này chúng ta sử dụng có cái bán kính R 110 không ạ? Và tiếp xúc đây, tiếp xúc điểm này đúng không ạ? Tiếp xúc điểm này. Bán kính 110, chúng ta vẽ như nào? Chọn circle tan radius, được chưa? Đấy. Các bạn sẽ tích vào vị trí khoảng tầm góc 6 giờ của cái đường tròn này. Góc 4 đến 5 giờ thôi. Đấy. Chỗ này thì góc bao nhiêu ạ? Bán hôm nay góc tầm khoảng 6-7 giờ. Đây góc 7 giờ. Đấy. Nó nhập bao nhiêu? R 110. Đấy, ra ngay kết quả chúng ta đúng không ạ? Chim. Chọn đối tượng. Cắt đi cái ông này. Cắt đi ông cắt đi ông này. Được chưa? Đó. Xóa ông này đi. Đấy, vậy là ngon lành rồi đấy. Cái hình hài của ta đang dần được hình thành lên. Bây giờ ta sẽ vẽ cái gì tiếp theo được ạ? Ở đây vẽ cái đầu này đi. Có vẽ đâu ạ? Ở đây chúng ta có gì ạ? 30 đúng không? Đấy, từ đây sang là bao nhiêu? 15 hai bên đúng không? Offset. 15. Lấy ô để offset. Đó. Tiếp đến chúng ta làm gì ạ? 15 đúng không ạ? Ở đây chúng ta có một cái đường bo từ đường tròn bên ngoài hợp với đây là R bằng 15. Tiếp tục sử dụng cái lệnh như này. Circle tan radius được chưa ạ? Ở đường nào ạ? 15 đúng không? Tiếp xúc vào này. À, ok, mình sẽ vẽ đường line ra trước đã. Đường line vào đây. Đường line vào đây.
bắt điểm trên này. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta mới sử dụng đến tan radius. Tích vào đây và bao nhiêu? 15. Rồi bây giờ trim đi. Tích vào đây và tích vào. Đây. Tích vào đây nữa. Xóa ngoài đi. Đó. Bên ngoài này thì chúng ta sẽ không có gì, không có đường bo đối xứng đúng không ạ? Đấy, đây chúng ta vẽ cái gì tiếp theo? À, cái góc này đúng không ạ? Góc vát này. Đấy, và vẽ cái này. Để dữ kiện nó cho là gì? Vát 5 x 45. 5 x 45 này thì nhiều bạn có thể nhìn, nếu mà bạn nào mà chưa nhìn quen thì có thể là không biết là không xuống này hiện cái gì đúng không? Vát 5 cái này R 15 tức là bán kính 15, thì vát 5 x 45 này là 5 x 45 là cái gì đúng không ạ? Như vậy bạn hiểu là 5 là cái độ dài và 45 là trên là cái góc, được chưa? Góc 45 độ ở đây, các bạn hiểu như vậy. 5 là độ dài 5 mm, 45 là 45 độ. Thế mình sẽ xử lý góc phát này như sau. Hiện tại thì nó đang dài như này đúng không ạ? Nó đang vuông góc như này đúng không ạ? Làm sao để phát được như này? Đây. Đấy, nó đang vuông góc này. Làm sao để mà cho nó có một cái đường phát ở đây? Thì các bạn sẽ có lệnh, một lệnh mới là lệnh CHA chém vát góc. Đó. Thì trong lệnh CHA này bạn phổ phím xuống trên bàn phím có một cái tính năng là angle. Đấy, bạn thấy không ạ? Chém theo khoảng cách và góc. Đấy, chọn vào tính năng angle hoặc là bạn gọi CHA cách này. A cách. A là viết tắt của cái chữ angle ấy, là chữ A cái đầu in hoa này. Đó. Tại đây nó hỏi chúng ta là gì? Các bạn hãy xác định cái chiều dài len của cái vết chém là bao nhiêu. Được chưa, các bạn nhập bằng 5. Đó. Cái góc này, góc là 45 độ. Thì ở đây nó hỏi là gì? Xác định cái angle cái vết chém line đó 45, mặc định là 45 hiện tại, được chưa? Bạn có thể nhập 30 hay 90 vào tùy yêu cầu bài toán. Ở đây chúng ta nhập 45. Cách, được chưa? Ok, bạn chọn vào đây thôi, chọn hai cạnh này để nó vát, được chưa? Đó. Nhắc lại lệnh này. Đấy, A này. Mình ấn cách để nhắc lại luôn cái lệnh CHA khi nãy nhá, và chọn A này. Chọn 545 cách tiếp này. Ở đây để vẽ line nối hai đường này. Đó, có đơn giản không ạ? Rất là đơn giản đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Thế ở đây các bạn làm gì tiếp theo? À, có đường này vào đây. Nó tiếp xúc cạnh này, tiếp xúc cạnh này và bán kính R bằng 15. Một cái lệnh rất là quen thuộc. Từ đây và 15. Chúng ta phải xóa hai này đi, đỡ rối được chưa? Xóa mấy đường này đi cho đỡ rối. Rồi bây giờ ta trim. Trim hôm này. Trim hôm này. Trim tiếp. Rồi. Chúng ta đã có được kết quả được chưa? Bây giờ vẽ đến cái gì ạ? Cái phần đường trên này đúng không ạ? Đây, cái đoạn này. Một đường cua gọi là rất là đẹp, được chưa? Giống như một cái bờ gì đó mà chúng ta có thể liên tưởng tới, rất là đẹp. Ok, thì vậy chúng ta vẽ cái này như thế nào đây? Dữ liệu đầu bài cho là 150 độ. Được chưa? Nó hợp một góc 150 độ ở đây. Thế thì mà nó còn phải tiếp xúc cái đường tròn này nữa. Đây, cái đường tròn này. Bán kính R18 này. Đây. Tiếp xúc. Vẽ như thế nào đây để cho nó vừa tiếp xúc lại vừa hợp góc 120 độ so với trục OX nằm ngang này. Ok, thì mình sẽ vẽ như sau. Cái lệnh này rất là hay nha, ít bạn biết nha. Line này. Đấy, các bạn vẽ như bình thường thôi. Chắc các bạn biết là vẽ một đoạn line hợp với góc 30 độ so với trục chuẩn này đúng không ạ? Ở đây mình sẽ vẽ dài lên trên này, độ dài tầm khoảng bao nhiêu ạ? Tại vì nó kéo trên này mình để tầm khoảng 100 đi. Đấy, 100. Tab sang để nhập góc đúng không ạ? Góc các bạn nhập 30. Đấy, cách. Enter. Đấy, 100 đúng không ạ? Và 30. Đấy. Cái đoạn này chính là bao nhiêu? 100 bạn thấy không? Và góc này bằng bao nhiêu đây? 30 độ này. Được chưa? Tại vì sao nhập 30 độ? Đúng không ạ? Bởi vì ta một trừ đi thôi. Ở đây 150 độ thì ta nhập vào đây là 30 độ. Đúng không ạ? Rất là dễ hiểu. Tiếp theo đến thì ta làm gì ạ? Làm gì tiếp theo trong trường hợp này? Hiện tại nó thỏa mãn là 30 độ. Tức là trên này này các bạn gọi lệnh DAN để bạn đo này. DAN là lệnh dim, là lệnh đo góc. Góc giữa hai đoạn thẳng. Tích điểm này, tích điểm này. Ở
Nó thấy 150 độ chưa ạ? Vậy là thỏa mãn điều kiện thứ nhất của đầu bài là 150 độ. Tuy nhiên nếu phải tiếp xúc nữa cơ. Thì ở đây lại chưa tiếp xúc vào cái đường tròn này thì làm thế nào bây giờ đúng không ạ? Thế thì trường này các bạn hãy chú ý nhá. Tập trung một chút nhá. Giờ này rất là hay. Đấy. Thì tại đây để mà các bạn có thể kéo được cái đoạn này nó hợp tiếp xúc với cái cạnh này mà không làm thay đổi góc này, ta làm như sau. Các bạn quét chọn con đường tròn này, trích sang cái phần thanh công cụ ở đây nhé. Hãy nhớ là chúng ta đang dùng CAD 2018 nhé. CAD từ CAD 15 đến CAD 18 thì tính năng nó giống nhau như này. Còn CAD đời thấp hơn thì mình ít dùng mình cũng không rõ được, không chắc chắn được cái tính năng này. Đấy. Nên là bạn nào mà để làm theo được thì tối thiểu từ 2015. Tại đây các bạn quét chọn cái hình tròn này, các bạn kích vào phần parametric này. Chưa? Đấy, có biểu tượng ổ gọi là cái khóa đây nữa, cái ổ khóa này. Tức là bạn đang cố định cái đường tròn này lại tại vị trí của nó. Bạn quét chọn nó nhé, kích vào ổ khóa đây. Đấy, và kích lại đường tròn này. Thì nó biểu tượng ổ khóa đây đúng không ạ? Khóa đây tức là các bạn sẽ không phải có thể dịch chuyển nó được nữa. Nó bị cố định rồi. Cố định, trừ khi bạn dịch chuyển tâm thôi. Nhưng mà cái tâm này, trường hợp này chúng ta vẫn có thể cố định được cái tâm này bằng cái tính năng là khóa tâm ở đây, nhưng mà chúng ta không cần thiết phải dùng tính năng đấy. Các bạn cần chọn khóa mình cái tính năng này, được chưa? Khóa mình, khóa vị trí này lại. Các bạn chỉ có thay đổi kích thước bên trong của nó thôi, chứ còn chúng ta sẽ không có di chuyển được nó. Tạm thời như vậy, được chưa? Đây, mình làm lại nhé. Để xóa này đi, bạn chọn cái này, delete, mình làm lại từ đầu này. Đấy. Kích vào biểu tượng ổ khóa ở đây và chọn đường tròn cho nó khóa lại chúng ta về cái vị trí này. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì ạ? Tại đây các bạn sẽ chọn cho mình là cái tính năng khóa góc. Khóa góc này là thì khóa góc này bạn cũng dùng cho mình cái tính năng là chỉ với biểu tượng angular đây. Đấy. Tích vào đây. Đó, các bạn khóa cho mình cái góc là 30 độ này và tích ra ngoài. Lập tức nó khóa cho chúng ta, được chưa? Ở đây bạn có thể di chuyển đúng không ạ? Không thể di chuyển được cái góc này nữa. Ở đây nó chỉ di chuyển vị trí nhưng mà góc luôn hợp bởi 30 độ, tức là bạn khóa góc này luôn luôn bằng 30 độ. Đó, vậy là cái thao tác thứ nhất là khóa đường tròn này, thao tác thứ hai là khóa cái góc giữa cái này hợp với cái này, được chưa? Đấy, thao tác thứ ba là thao tác quyết định này. Bạn sẽ chọn một cái tính năng là di chuyển từ một đường line tiếp tuyến với đường tròn bằng cách như sau. Tích vào cái biểu tượng này. Đây, bạn thấy biểu tượng giống như điểm tiếp tuyến không? Đường line và một đường tròn ở đây. Bạn chọn đường line này và chọn vào đường tròn này. Ok, chưa được. Nhắc lại em. Mình phải khóa tiếp một cái nữa là khóa cái D này. Tích vào đường tròn này, khóa luôn. Rồi bây giờ chúng ta mới dùng tính năng này. Đó, bạn thấy không ạ? Thì tự động là cái này nó chạy tới đường tròn. Đó, sau gọi là 3, 1, 2, 3, 4 bước vừa rồi. Đấy, và cái thao tác đã thực hiện thành công rồi. Và thao tác thực hiện thành công rồi, bạn sẽ quét chọn qua tất cả những cái đối tượng này, được chưa? Các bạn sẽ xóa đi cái tính năng khóa vừa rồi bằng cách là chọn vào tính năng Delete Constraint này. Đó, vậy là ra trở về cái trạng thái bản vẽ bình thường. Bây giờ ta dùng lệnh trim đâu. Đó. Trim này đi. Được chưa? Chúng ta đo lại có phải nó đã tiếp tuyến không ạ? Chắc chắn tiếp tuyến rồi, 100% luôn. Bạn gọi lệnh DAN này, đo lại cái này. Góc 120 độ không đổ, được chưa? Vậy là rất là hay, rất là tuyệt vời. Đó. Tại đây chúng ta sẽ đã có được đoạn này rồi, bây giờ chúng ta vẽ cái gì ạ? R bằng 50 là tiếp xúc cái cạnh ngoài của đường tròn ngoài này đúng không ạ? Và tiếp xúc với lại cái đường line này. Và R bằng 50, ta vẫn sử dụng lệnh vào thẻ home này, chọn circle tata radius này. Kích vào góc tầm khoảng góc 2-3 giờ ở đây. Kích vào đoạn này và nhập là 50. Đó. Đây là đã có kết quả. Giờ trim luôn. Trim như này. Xong. Hình cuối cùng là hệ vẽ đường bên trong này đúng không ạ? Rồi ok, hoàn thiện được tầm 70-80% rồi. Ở đây ta có lệnh offset 8 này, offset 8, offset 11 này, và offset 8 này. Được chưa? Chúng ta sẽ offset như nào? Offset 8 này. Ở đây.
vào đây ạ. Cái cuối cùng là 11. Đó, bạn thấy không ạ? Cái này là 8 nữa nha. Đây, đường tròn này vào đây là 8. Ô xe cả cạnh này xuống. Thế tại đây các bạn làm gì tiếp theo ạ? Đường bo đây R bằng đây ạ, R bằng 5 đúng không ạ? Ở đây nó không cho, chắc là đối xứng các bạn cũng là bằng 5 tiếp đi. Chỗ này bằng bằng 5 tiếp đi, chỗ này bằng 6. Ok, mình sẽ vẽ tiếp vào đây là R bằng tiếp xúc cạnh này và bằng 5, được chưa? Đấy. Tiếp xúc cạnh này bằng bao nhiêu? Cũng bằng 5 luôn. Chọn tata tiếp xúc cạnh này bằng 6, được chưa? Tiếp xúc cạnh này bằng 5. Đó, bây giờ các bạn sử dụng tính năng là trim đây thôi. Một cách thật là tinh tế. Trim vào đây, trim vào đi. Trim vào đây. Vào đây, vào đây. Vào đây, đúng không ạ? Vào đây nữa. Bạn chim lần lượt. Tiếp tục. Bấm vào đây. Đó, vậy là ta đã hoàn thành hai đường này thừa đúng không ạ? Xóa cái này đi. Thừa xóa đi. Thừa xóa đi. Ok, vậy là hình của ta đã hoàn thành. Đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Tới đây các bạn có thể là bấm cái phím độ dày ở dưới này để cho nó thực sự nổi bật hơn. Đó, rất là nổi bật. Đây hình của chúng ta sau khi đã hoàn thành. Ok, chúc các bạn sẽ thực hiện thành công. Và video này mình sẽ upload vào trong cái phần chuỗi video thực hiện bài tập từ cơ bản đến nâng cao học về ID căn bản ở đây, được chưa? Mình sẽ tiếp tục upload vào trong này. Đó, hy vọng các bạn sẽ ủng hộ mình trong cái chuỗi video này. Chúc các bạn sẽ thực hiện nó thành công và sớm thật là thành thạo phần mềm AutoCAD. Hãy like và share những video này đến tất cả mọi người, đến tất cả các bạn khác để các bạn khác cùng xem. Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye.